Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Nói Chuyện Cùng Với Trung tâm Điều Trị Bệnh Mồ Hôi Tây. Trong những talk show trước đây thì quý khán thính giả đã gặp gỡ cùng với lại vị bác sĩ Fritz von Garner. Tuy nhiên lần này thì Trọng Thắng xin mời quý khán thính giả gặp gỡ cùng với lại cô Châu Hà. Cô là vị đại diện cho Trung tâm Điều Trị Bệnh Mồ Hôi Tây. Xin gửi lời chào thân ái đến chị Châu Hà. Xin chào Trọng Thắng, xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa chị Châu Hà, chị có thể cho quý khán giả được biết đó, là cái cách điều trị của cái bệnh đổ mồ hôi tay mà qua cái phẫu thuật với cái bàn tay tài tình của vị bác sĩ Morganer, thì thưa chị là nó có những cái hiệu ứng phụ nào không sau khi mà mình giải phẫu thưa chị? Dạ, rất là nhiều người hỏi câu này Trọng Thắng. Dạ. Thì thật ra một cuộc giải phẫu nào thì nó cũng có ít nhiều cái phản ứng phụ. Yeah. Nhưng mà thật ra những người mà bị mồ hôi tay, mồ hôi chân, khi họ chữa được, họ có thể, cái phản ứng phụ của họ là họ có thể ra mồ hôi ở chỗ khác, một ít ở chỗ khác. Có người ra ở lưng, có người ra ở bụng. Nhưng mà nói chung vì cái tay, cái chân là quan trọng hơn. Yeah. Họ cần, cho nên đối với họ, rất là nhiều người bệnh nhân ở đây sau khi mổ xong họ rất là vui vẻ. Họ nói, ô tôi không có cần biết, tại vì cái phản ứng phụ đó ở quần hay áo hay lưng hay bụng không có ai thấy, nhưng mà ở tay tôi không làm việc được, tôi không bắt tay được. Dạ. Có những cô thợ làm nail, có những cô thợ làm tóc, họ rất là đau khổ khi mà cái bàn tay họ ướt. Ngay cả có nha sĩ, bác sĩ đôi khi cái tay họ ướt họ cũng vẫn đến đây để làm phẫu thuật. Để mà họ có thể tiếp tục làm công việc của họ. Dạ vâng. Vâng, thưa quý khán giả, mọi câu hỏi, mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trị bệnh mồ hôi tay thì xin mời quý vị hãy gọi ngay cho trung tâm qua số điện thoại là 800-361-4403 hoặc số điện thoại 714-887-0150. Thì trở lại cùng với lại chị Châu Hà, thì thưa chị là có nhiều người đó họ bị những cái căn bệnh đổ mồ hôi tay, mà Trọng Thắng có thấy có một người bạn gọi là ướt hết, cầm cái viết ra nó cũng bị ướt luôn cả cái trang giấy. Thì chỉ cần là qua cái phẫu thuật như vậy thôi là mình hoàn toàn là dứt hẳn, không còn có bị đổ mồ hôi nữa hả thưa chị? Một lần nữa. Dạ vâng, đúng. Rất là nhiều người không phải là tay không mà họ bị tay với chân. Ồ, chân họ nữa. Ướt. Yeah. Có nhiều khi họ lái xe không được. À. Tại vì cái vô lăng họ cứ bị chợt như vậy nè. Dạ. Đó. Thì khi mà họ đến đây gặp bác sĩ, nói chuyện bác sĩ sau khi hai bên đầu mà, thì đa số có thể tôi nói là đến hơn 90%, chỉ có 1-2%. Yeah. Thì sau đó họ không happy mấy, còn đa số là họ rất là vui. Yeah. Là vì họ đã chữa được, họ có thể làm việc lại bình thường. Yeah. Họ không cảm thấy là họ là một cái người có bệnh. Yeah. Không cần uống thuốc gì hết ngay sau khi chị. Không cần uống thuốc sau khi mổ ra 5 phút sau khi mà tỉnh lại nửa tiếng đồng hồ sau, họ thấy ngay bàn tay họ sẽ khô ngay, ấm ngay. Dạ thưa vâng. Như vậy thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Từ vì bác sĩ có nói là có nhiều những cái phương cách chữa trị khác nữa, thưa quý khán giả, là quý vị có thể uống thuốc. Nhưng mà khi mà mình uống thuốc thì cũng có nhiều người bị những cái phản ứng phụ của thuốc, không thưa chị? Dạ vâng. Nếu mà uống thuốc, đa số khi đến đây bác sĩ có thể là lúc đầu bác sĩ sẽ cho họ thử 1-2 loại thuốc. Yeah. Cái thuốc uống thì nó khô, nó yeah. rất khô. Nhưng mà có nhiều người chảy máu cam. Có nhiều người hai con mắt đỏ. Yeah. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cái thuốc nó chỉ tạm thời thôi. Yeah. Anh uống 1 tháng anh khô, 1 tháng anh uống 2 tháng anh khô mà. Cho nên những cái phản ứng phụ nó làm cho người ta rất là mệt. Yeah. Cho nên họ không có duy trì lâu dài cái tình trạng uống thuốc. Hoặc là có một phương pháp nữa, không biết Trọng Thắng có nhớ không? Bác sĩ nói là mình chích Botox vào trong tay. Yeah. Thật ra chích Botox cũng là một cách, nhưng cũng như uống thuốc thôi. Anh cứ phải chích liên tục tạm thời. Vâng. Mà khi chích vào bàn tay như vậy rất là đau ạ. Dạ. Yeah. Wow. Vâng, thưa quý khán thính giả, là có nhiều những cái cách chữa trị. Tuy nhiên đó, đến với trung tâm trị bệnh mồ hôi tay thì quý vị sẽ có sự lựa chọn. Nhưng mà sự lựa chọn đúng đắn nhất đó là quý vị sẽ qua một cái phẫu thuật nội soi. Nếu mà có dịp tôi sẽ trở lại. Yeah. Để mà nói rõ hơn cái thời gian phẫu thuật như thế nào. Yeah. Cái phẫu thuật nó đơn giản như thế nào. Yeah, vâng. Cho các quý vị mà bị cái bệnh này sẽ yên tâm. Yeah. Mà liên lạc với tụi tôi để mà chữa trị. Dạ vâng, xin vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Trọng Thắng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chuyện Cùng Với Lại Trung Tâm Điều Trị Bệnh Mồ Hôi Tây. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị có thể tham khảo đó là 800-361-4403 hoặc 714-887-0150. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Và xin chân thành cảm ơn chị. Cảm ơn Trọng Thắng, xin chào quý vị ạ.